một cái tủ đài siêu phẩm mới đến giới thiệu với anh em nha. Con này là tủ đài đèn 4 chân gỗ, được sản xuất vào những cái thập niên 1950 tới giờ ha. Mà còn rất là đẹp, phải là đẹp xuất sắc luôn nha. Con này là model là STL466SMG nha anh em nha. Được về từ Nhật và nguồn điện AC 100V tủ chạy đèn. Lo là lo toàn giải, một bát 20 và một chép digital nha anh em nha. Gần như là những cái sản phẩm này nó quá đẹp để anh em có thể là trưng bày decor trong những không gian cổ kính. Thì con này nó sử dụng gồm đầu đĩa than chạy hai tốc độ 3345. Cũng có 78 nhưng mà cái đĩa 78 bây giờ anh em mình ít sử dụng rồi ha. Và radio AM/FM cũng như là ngõ tín hiệu từ ngoài vào. Thì như đầu clip anh em có thể thấy thì em đang phát qua cái đầu băng cối đây. Đang phát đĩa tín hiệu ngoài qua cho đầu băng cối ha. Đó. Qua đầu băng cối qua em nói nha. Thì xin đo cái kích thước cho anh em tham khảo nha anh em nha. Chiều cao chiều ngang của nó là 97 cm. 97 cm cho chiều ngang. Chiều cao là xem khoảng 84 cm trên chiều cao. Và chiều sâu sẽ thôi cạnh dưới nó sẽ cao hơn. Cạnh dưới của nó là khoảng 39 cm cho chiều sâu từ trong ra cái hậu nha. Đó. Hoạt động hoàn hảo tất cả các tính năng nha anh em nha. Em quay cận cảnh cho anh em tham khảo tí xíu. Đây là cái mặt vân bóng piano của em nó. Anh có thể thấy là nó dạ hình con chó đây. Hoặc là thấy cái bàn tay em ở đây. Đó. Màu gỗ hơi nâu một tí xíu và vân bóng nha. Hai cạnh hông cũng ok, bóng, loáng và đẹp. Đó. Cạnh hông bên đây. Đó. 4 chân gỗ ha, chân bọc đồng. Đẹp nha. Mặt thì cửa này cửa xếp hai cánh nhưng mà là cánh đôi ha. Đó, xếp lại. Lưới thì rất là đẹp, lưới vải bố nha. Ở đây có cái đèn bower nguồn và một cái logo chó ngửi kèn của hãng Victor, thương hiệu của Victor ha. Đây. Một bát 20, một chép digital. Và đây là logo FM Stereo cũng như là cái logo Manerit này, MG này nè. Là cái phiên bản nâng cao của cái dòng tủ 466 này. Thì nó có sẽ là 466 trơn hoặc là 466 MG là có thêm cái logo này. Thì thêm logo này nó sẽ nâng cao hơn về cái phần chất âm thanh. Nó sẽ có một cái bo phono nằm bên trong sử dụng cho kim đĩa than. Và về mâm than thì nó sẽ là mâm than 2 tầng. Mâm than rất là to ha. Và là từng đôi để ổn định cái để em nó ổn định cái độ rung để chạy cho mâm than đó nó chuẩn chỉ ha. Đó. Về phần mặt máy thì anh em có thể thấy đây là màu vàng. Một cái màu vàng ngà rất là đẹp. Những cái phím nè, những cái mã rơm còn cực kỳ đẹp luôn. Có bower nguồn, volume đây, bass đây, chép đây và chuyển cổng selector đây cũng như là file đài tuning đây ha. Rồi. Hiện tại thì đang phát đầu cối qua ha. Đây có anh em có cái khay để những cái băng đĩa đây. Và trong đây có cái đèn để anh em có thể soi khi buổi tối anh em vô kim vô cần. Thì cái con này là cần bán tự động, hết đĩa cần sẽ tự động ra. Còn vào thì mình sẽ phải tự đưa cần vào anh em ha. Đây, những cái sùng chỉ rất đẹp nữa nè. Đó. Ok, sơ bộ về cái ngoại hình. Thì tiếng sau vào sẽ test máy cho anh em. Còn cái ruột máy thì anh em sẽ kết nối với em qua điện thoại khi anh em kết. Em nó cần giao lưu hoặc cần thêm thông tin thì em sẽ gửi qua Zalo cho anh em hình ảnh nha. Bên phần ruột máy cho anh em xem nha. Nghe thêm một tí nhạc đi Khánh đi. Lại một mùa xuân bát buồn xa xưa. Đây có echo tiếng vang ha. Để kép nha. Trong từ những mùa xuân. Chất âm đèn nhưng mà phê lắm anh em ơi. Nghe lòng bâng khuâng. Ôi nhớ thương sao những xuân. Ok, đó là phần đĩa than, bây giờ sẽ là phần đài đây. Đài thì FM, AM đi ha. AM 610 MHz ha.
Đó. FM nè. FM nội địa Nhật thì FM 90 không tới đài ha. Anh em AM hoặc là tín hiệu ngoài vào đây. Đó. Ok, sẽ tới phần đĩa than nha. Đây, đĩa than thì cần mình sẽ tự động đưa vào. Hết đĩa cần sẽ tự động ra ha. Đây là đang đĩa 33 dòng của Lễ Quyên nha anh em nha. Đó, mời anh em nghe một khúc nhạc trữ tình Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của Lễ Quyên nha. Một sản phẩm rất là đẹp qua nhìn em nha. À, cái đĩa của em nó hơi dơ nên nó sẽ có tiếng sôi lập đập nhìn em. Nên em chơi đĩa than thì anh cũng biết được cái điều đó ha. Xin người khi tình đã vội quên, tim lan trên đường mòn, trong giọt máu cuồng điên, con chim đang lặng câm đi về trong mùa đông, tay sông sẽ một mặt thôi chờ những dạng xin chờ những dạng đông đời. Ok anh em, thì qua cái clip này giới thiệu về cái con máy tủ đài cổ Victor chạy bóng đèn STL466 về từ Nhật này ha. Thì tới đây em cũng xin kết thúc clip nha. Anh em có nhu cầu giao lưu hoặc cần thêm thông tin hình ảnh chi tiết rõ nét của máy, xin vui lòng alo cho em ha. Số điện thoại cũng như Zalo 0908217658. Em Huy Dũng Tàu, em giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc nha nè. Chân thành cảm ơn và mến chào anh em. Đây anh em muốn dừng đột ngột thì ở đây. Và hết đĩa cần cũng sẽ tự động dừng ha. Dừng đột ngột anh em bật nút đó cần sẽ tự động nâng lên và ra và ngưng hoạt động ha. Ok anh em. Rồi xin cảm ơn và mến chào anh em nha. Em sẽ tắt power nguồn nằm đây. Rồi.